chụp cái không thuốc đúng không? Ở sơ can nào thế này luôn anh đúng không? Mà cũng không quan trọng, quan trọng là cái mình cái trực tiếp trước cũng được. Không, từ từ. Chụp một lát trước, nhớ chưa? Ok. Một lát trước này. Đó nha, một lát trước này. Rồi, đặt cái roi ngay là mình chủ lên này. Elip roi. Rồi, số 1 á là di chuyển. Còn cái này là thu nhỏ. Cái hình vuông á, à, vừa thôi rồi, đưa lên góc thứ 2 giờ đúng rồi. Thuận đó, rồi. Cái này sẽ nó có vôi hóa. Tránh vô hóa ra, sẵn artifact từ tĩnh mạch qua. Rồi bây giờ nè, bấm monitor tay. Rồi, khi bây giờ là start scan sáng và start bơm, bấm bơm chụp cùng lúc. Rồi, ok nha, 1, 2, 3 cùng lúc nha. Xem rồi, nó phải đợi ấy mà, để nó đạt đỉnh mà. Đó, chưa phải có thuốc, nó phải bơm lên cái bà đỉnh chứ. Không, nó cứ chụp nhí. Rồi, giờ nó bơm vào đó, rồi nó bơm vào đó. Rồi, bơm vào. Bơm, chỉ có bơm này. Không sao kệ hết. Chưa. Rồi mình theo dõi đây nè. Rồi, giờ đang bơm này, đang bơm này, đang bơm này. Không, giờ mình chỉ còn coi thôi. Mình để chụp cho scan phay này, để cho trường hợp mà nó bị lệch ra ngoài á. Đó, 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 thuốc này, đó, thuốc này, đó, đó. Đó, chứ, bước lên này. Nhí một chỗ đó. Lên nè. Nhí vậy. Lên nè. Rồi, đó, khi nào thuốc đạt đỉnh là nó chụp. Lên nè. Thuốc có 60 à? Rồi. Rồi, yeah. Sẽ chụp. Hít vào, nín thở. And xong. Thì nó khỏe hơn nhưng mà. 2 giây xong. Dạ. Đúng rồi. Quá đẹp. Đẹp quá. Còn máy mà. Cái thế nha. Sau đó chờ khoảng 25 giây sau mới tĩnh mạch nữa. Ok. Đây là nếm được á. Đỡ phải như thế này đúng không? Bấm anh ơi, chạy. Cắm đầu. Rồi, bắt đầu. Nó to như mày. Rồi, giọng trường đó. Trường mạnh mẽ. Mình đang giật mình đấy. Giật chưa? Quá đẹp, ok. Nhanh mà có mấy giây à? Bác có 4 giây, 5 giây gì đó. Làm thêm ca nữa, mọi người nhớ liền. Xin thêm ca nữa. Bắt giữ con ca nào không bác?